Nga mới đây đã dùng Kinzo, tên lửa siêu vượt âm để có thể mang đầu đạn hạt nhân tập trung mục tiêu phục kích tại Ukraine. Động thái này được cho là nhằm phát thông điệp dằn mặt phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 xác nhận lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tấn công một căn cứ ở vùng Ivano-Frankivsk ở miền đông Ukraine. Một ngày sau, Moscow tuyên bố tiếp tục khai hỏa Kinzhal tập kích kho nhiên liệu gần làng Kostyantynivka ở tỉnh Mykolaiv phía tây nam. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cho hay họ đã phát hiện Nga sử dụng loại tên lửa siêu vượt âm tối tân này ở Ukraine và quân đội Mỹ có khả năng theo dõi đường bay của Kinzhal trong đoàn tập kích. Trong khi đó, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh ở Zurich cho rằng những vụ phóng tên lửa Kinzhal này là màn phô diễn sức mạnh của Nga với phương Tây trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine đã kéo dài gần một tháng. Được biết, tên lửa siêu vượt âm thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao, cộng với khả năng cơ động trong hành trình khiến chúng có thể né tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Nga và Trung Quốc đều tuyên bố đã sở hữu vũ khí siêu vượt âm, trong khi Mỹ vẫn đang chật vật phát triển chương trình này. Bà Rebecca Kofler, cựu sĩ quan tình báo quốc phòng Mỹ kiêm chuyên gia về Nga, cũng cho rằng hành động khai hỏa tên lửa Kinzhal là một phần trong kế hoạch chiến lược của Nga. Bà Kofler nhấn mạnh đó là một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực địa chính trị, không phải lĩnh vực quân sự, do Nga đang cố gắng chuyển đi thông điệp chiến lược. Theo bà Kofler, với quyết định phóng tên lửa Kinzhal, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang báo hiệu cho Mỹ và NATO sẵn sàng tăng sử dụng sức mạnh quân sự của nước này. Trong đó, ông Putin có thể sử dụng các tên lửa hành trình khác, song lại chọn tên lửa siêu vượt âm. Bên cạnh đó, thông điệp chiến lược ở đây là Nga đã sở hữu vũ khí này, còn Mỹ thì không. Cựu sĩ quan tình báo quốc phòng Mỹ kiêm chuyên gia về Nga nhận định, giá trị quân sự mà tên lửa Kinzhal mang lại trong đòn tập kích không cao hơn là mấy so với các loại tên lửa đạn đạo hay hành trình khác. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ Kinzhal có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Nga vẫn tuân thủ học thuyết dân đe lẫn nhau và ít có khả năng Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ hoặc các thành viên NATO. Tuy nhiên, chưa rõ Mỹ và NATO sẽ phản ứng ra sao nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Bà Kofler nhận định, trong bối cảnh nguy cơ tấn công hạt nhân tăng lên, động thái phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga ở Ukraine nhằm buộc phương Tây phải nhượng bộ. Chuyên gia này cho biết, Tổng thống Nga muốn ngăn phương Tây can thiệp vào vấn đề Ukraine. Nếu không, người đứng đầu Nga sẽ vượt qua làn danh đỏ về vũ khí hạt nhân. Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ra lệnh cho lực lượng răn đe chiến lược của Nga chuyển trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Tuy nhiên, Mỹ và Anh sau đó nhận thấy lực lượng hạt nhân chiến lược Nga hầu như không có động thái thay đổi đáng kể nào. Các nước thành viên NATO đã bắt đầu chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Slovakia trong một nỗ lực nhằm tăng cường phòng thủ trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nat ngày 20 tháng 3 cho biết, ông Nat vui mừng thông báo rằng các đơn vị đầu tiên phụ trách triển khai hệ thống phòng không Patriot đang dần đến Slovakia. Bên cạnh đó, các thành viên NATO sẽ tiếp tục vận chuyển các cấu phần của Patriot đến Slovakia trong những ngày tới. Bộ trưởng Nat lưu ý thêm, hệ thống Patriot này nhằm bổ sung chứ không thay thế hệ thống S-300 mà Slovakia đang vận hành. Theo ông Nat, tổ hợp Patriot ban đầu sẽ được triển khai ở căn cứ không quân Siliak. Các khu vực tiếp theo đang được tham vấn để lưới phòng thủ bao phủ được phần diện tích lớn nhất có thể trong lãnh thổ Slovakia. Và ông Nat cũng cho biết thêm rằng hệ thống này sẽ do binh sĩ Đức và Hà Lan vận hành. Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot còn được gọi với tên lá chắn thép là một vũ khí tối tân của quân đội Mỹ. Patriot sử dụng một hệ thống tên lửa đánh chặn và bộ radar tiên tiến nhất. Patriot có phạm vi tác chiến từ 30 đến 160 km tùy biến thể. Biến thể nâng cấp Patriot PAC sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép khối lượng tên lửa nhẹ hơn. Đầu đạn có thể trang bị nhiều hơn các thiết bị điện tử cho nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt mục tiêu. Patriot được thiết kế nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến. Theo đó, Mỹ đã bán một số hệ thống phòng thủ Patriot cho một số đồng minh như Ai Cập, Đức, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản, Hà Lan, Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha. Trong đó, thông tin triển khai Patriot ở Slovakia được đưa ra trong bối cảnh NATO đang nỗ lực tăng cường phòng thủ ở sườn đông của Liên minh giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng. Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố sẽ triển khai hai tổ hợp Patriot ở Ba Lan, một thành viên NATO và cũng là một nước láng giềng nữa của Ukraine.
Được biết, Slovakia là thành viên của NATO và EU, có đường biên giới chung với Ukraine kéo dài 100 km. Tuần trước, Slovakia tuyên bố sẵn sàng cung cấp ngay lập tức hệ thống phòng thủ S-300 duy nhất cho Ukraine, với điều kiện NATO phải bù đắp lại cho Slovakia về năng lực phòng thủ. Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây hỗ trợ các hệ thống phòng thủ tương tự như S-300. Tuy vậy, một nhược điểm của hệ thống này là phụ thuộc nhiều vào Moscow, do tên lửa của S-300 chỉ do các công ty quốc phòng của Nga sản xuất. Về phía Nga, giới chức nước này yêu cầu các nước không cung cấp S-300 cho Kiev, đồng thời cảnh báo bất cứ xe chở vũ khí nước ngoài nào cho Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết qua phối hợp cùng Y tế quận, Tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự phố đi bộ Hoàn Kiếm đã xử phạt hai nữ du khách trong lúc tham quan chụp ảnh tại phố đi bộ vì không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch. Khi được mời về phường cho xem các bằng chứng được tổ công tác ghi lại, hai người phụ nữ thừa nhận hành vi của mình là không đúng và cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tuân thủ quy định phòng chống dịch ở mọi lúc, mọi nơi. Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã ra biên bản xử phạt hai nữ du khách trên mỗi người số tiền 2 triệu đồng. Phố đi bộ Hoàn Kiếm được mở lại từ ngày 18 tháng 3 đã đón nhận hàng nghìn lượt du khách tới tham quan và vui chơi. Để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch trong khu vực, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các tổ công tác liên ngành cắm 12 chốt cố định. Phối hợp cùng các chốt cố định có 5 tổ tuần tra cơ động bố trí làm 6 ca khép kín các khung giờ trong ngày để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xử lý trang web giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay trên mạng Internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử GPLX, http://gplx.gov.vn do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin, dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý vấn đề này. Đồng thời cho biết, hiện tại Tổng cục chỉ có duy nhất trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe có địa chỉ https://www.gplx.gov.vn. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 3, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ một vụ mua bán xăng dầu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 17 tháng 3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế ma túy Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước tiến hành kiểm tra cơ sở dịch vụ rửa xe do bà Vũ Thị Mai, sinh năm 1981, ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước làm chủ. Lực lượng công an phát hiện nhân viên của bà Mai đang bơm xăng từ các can nhựa loại 30 lít lên xe bồn mang biển kiểm soát 72C04520. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong và phía sau cơ sở có nhiều bồn, thùng phi, can nhựa chứa dầu nhớt xăng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Mai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số xăng dầu nhất lưu trữ tại cơ sở. Lực lượng công an đã tiến hành niêm phong xe bồn trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lấy mẫu các loại chất lỏng trong bồn chứa, can nhựa, xe bồn để giám định, phục vụ điều tra. Thưa quý vị, giá xăng dầu hiện đang lập đỉnh với mức cao kỷ lục chưa từng xảy ra và gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Hiện giá xăng dầu giảm với mức phù hợp và trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 3. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 3 với RON 92 là 120,29 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 124,14 đô la Mỹ một thùng, giảm 9-10% so với đợt điều chỉnh trước đó. Do đó, theo các chuyên gia, kỳ điều hành này giá xăng có thể giảm mạnh. Đây cũng là tín hiệu vui giúp người tiêu dùng giảm gánh nặng chi phí. Sau khi mà cái xung đột Ukraine nó bùng phát thì giá nó tăng rất cao. Nhưng các cái tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia ấy, thì có thể cấm vận Nga ở nhiều cái phương diện, nhưng không cấm vận ở cái phương diện Nga bán dầu và khí đốt cho các quốc gia khác. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng cái thị trường xăng dầu thế giới nó dần dần nó bị ổn. Thêm nữa thì cái khả năng Iran có thể
có được cái quyền bán dầu ra thế giới nó cũng rất là sáng. Và thêm nữa thì việc Mỹ đàm phán với Venezuela để mà tăng cái nguồn cung nó cũng là một cái cơ sở để có thể tăng cái nguồn cung của thế giới. Và trên cái cơ sở như vậy thì chúng tôi cho rằng cái kỳ điều chỉnh tiếp theo đây, cái giá xăng dầu nó có thể giảm. Tất nhiên cái mức giảm không nhiều, nhưng mà có thể giảm đâu đó khoảng 1.000 đồng một lít xăng chẳng hạn. Nhiều người cho rằng việc giảm giá xăng dầu thời điểm này là cần thiết. Nếu còn tiếp tục giữ giá như hiện nay, các doanh nghiệp, người dân sẽ không thể cầm cự và phải đối mặt thêm với nhiều rủi ro. Cái phí bảo vệ môi trường ấy thì nó cõng theo cùng với giá xăng, thì bây giờ cứ giảm càng nhiều thì lạm phát mọi thứ nó lại càng đỡ tăng giá hơn. Bởi vì bây giờ tất cả đều là người tiêu dùng phải đổ đầu, người tiêu dùng phải gánh chịu. Đấy. Thì ví dụ bây giờ xăng lên thì là giá cước chúng tôi cũng phải dần dần ổn định, cũng phải lên theo. Còn không thì anh em rồi các doanh nghiệp cũng không thể cầm cự được. Quá khó khăn cho tất cả người dân chứ không phải là riêng một mình tôi. Vì kinh tế bây giờ toàn cầu đều khó khăn. Theo sơ nền kinh tế sẽ tăng hết. Tại vì xăng tăng thì tất cả những người đi buôn bán các thứ như các kinh doanh thì đều phải tăng giá hết thì mới có đủ thu nhập để cho cuộc sống. Xăng dầu được dự báo có thể giảm từ 1.500 đến 2.000 đồng vào ngày mai. Tuy nhiên nhiều người vẫn mong muốn giá xăng có thể tiếp tục giảm sâu thêm để giảm gánh nặng chi phí. Còn những ngày vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao về tờ hóa đơn tính tiền hai tô phở có giá 590.000 đồng tại một tiệm phở ở khu vực bãi biển du lịch Mỹ Khê, Đà Nẵng. Nhiều ý kiến cho rằng giá mỗi tô phở gần 300.000 đồng là quá đắt. Và được biết tiệm phở này có tên là The Noodle House trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà. Và tiệm này bán nhiều loại phở nước, phở trộn và cơm gà, xôi gà với các mức giá khác nhau. Trong đó loại phở có giá cao nhất là phở gà Đệ Nhất Tràng An, có giá là 295.000 đồng một tô. Theo đó thì những loại phở còn lại có giá từ 45, 65, 85.000 đồng, 95.000 đồng và 155.000 đồng một tô tùy thành phần. Giá từng loại phở, cơm gà được niêm yết rõ trên bảng điện tử tại quầy thu ngân và trong menu gửi cho thực khách. Lý giải việc tô phở có giá 295.000 đồng, bà Ngô Thị Như Thảo, cửa hàng trưởng, cho hay tô phở này được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt như chân gà đông tảo rút xương, thịt đùi gà, cánh gà, ngọc kê và tràng trứng non, tim gan cùng với nước hầm xương nên có giá cao hơn hẳn các loại phở thường. Các loại phở còn lại có giá thấp hơn và từng thành phần được ghi rõ trong menu cho khách biết để mà lựa chọn. Bà Thảo khẳng định tất cả thực khách đến tiệm đều được xem giá cụ thể từng loại trên bảng giá và menu trước khi gọi món. Không có việc là tiệm mang ra một bát phở rồi tùy tiện tính giá gần 300.000 đồng cho thực khách. Do đó những bình luận ác ý về giá bán của tiệm mà chưa tìm hiểu thực hư gây tổn hại uy tín thương hiệu và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 3, một vụ cháy đã xảy ra trên phố Phùng Hưng, thành phố Hà Nội. Ngọn lửa bắt đầu từ số nhà 83, sau đó lan sang số nhà 81 và tiếp tục lan sang các nhà khác. Khu vực này có nhiều nhà liền kề cộng với gió to gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để khống chế ngọn lửa. Địa hình khu vực xảy ra đám cháy phức tạp khi có nhiều nhà liền kề, ngoài trời có gió to cùng với việc nhiều người hiếu kỳ tập trung lại để theo dõi đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Mặc dù vậy, khả năng vẫn còn lửa âm ỉ bên trong có nguy cơ bùng phát lan sang các nhà bên cạnh. Chính vì lẽ đó, lực lượng chức năng vẫn túc trực phun nước hạ nhiệt khu vực cháy, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng khác di tản người dân và tài sản quanh khu vực xảy ra đám cháy. Hiện tại nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Một vụ sạt lở đã xảy ra tại công trình thi công dự án khách sạn khu vực đường Hoàng Liên, phường Phan Xipang, thị xã Sapa, Lào Cai. Người dân địa phương cho hay tình trạng sạt lở bắt đầu từ sáng 20 tháng 3. Đơn vị thi công đào móng xây dựng sâu từ 15 đến 20 mét tại khu vực ta luy âm đường Hoàng Liên. Tuy nhiên, họ chưa xây dựng kè chống sạt lở. Sau khi xảy ra vụ việc, một mạch nước ngầm được ghi nhận chảy qua khu vực. 4 hộ dân có nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng cần phải di rời để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một căn nhà cao tầng hiện không có người ở đã bị sập một phần. Đường Hoàng Liên bị đất đá cuốn trôi khoảng 20 mét. Đến sáng 21 tháng 3, cơ quan chức năng tiến hành xử lý sự cố điện của khu vực này do ảnh hưởng từ vụ sạt lở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho hay không có thiệt hại về người trong vụ việc. Cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực và đề nghị tạm dừng thi công dự án để làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ việc. Hư
hỏng, xuống cấp, mất an toàn giao thông đang là thực trạng đáng báo động tại tuyến đường dài 4,2 km nối cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh với khu liên hợp gang thép Formosa. Tuyến đường đi qua địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh này được đưa vào sử dụng từ năm 2013 nhằm rút ngắn khoảng cách từ khu liên hợp gang thép Formosa tới cụm cảng Vũng Áng. Tuy nhiên, sau khoảng 9 năm đưa vào sử dụng thì tuyến đường đã nát như tương, mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần. Đoạn đường nối từ quốc lộ 12C đến cổng phụ công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh dài 4,2 km. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lớp thảm nhựa bề mặt bị nứt vỡ, bong chóc, tạo thành những ổ gà ổ voi. Có những đoạn tạo thành hố sâu từ 20 đến 30 cm, khiến phương tiện và đặc biệt là xe máy, ô tô 5 chỗ lưu thông khó khăn. Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường, đây là tuyến đường chủ yếu chuyên chở hàng hóa giữa cảng nước sâu Sơn Dương và cảng Vũng Áng, nên lưu lượng phương tiện có trọng tải lớn như xe tải, container, xe chở vật liệu lưu thông. Đan xen với đó là lượng xe máy, ô tô 5 chỗ tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Các phương tiện vừa đi vừa né tránh những vũng châu đồng rất nguy hiểm này. Nhất là thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài, đường càng xuống cấp hơn nữa. Ban đêm, tuyến đường không có đèn đường, người đi đường từ nơi xa không quen đường thì dễ lao phải ổ gà. Đáng nói ngoài ra, trên tuyến đường này có điểm trường trung học cơ sở Trinh Lợi với hàng trăm con em ra Kỳ Lợi. Mỗi khi tan trường là đối diện với hiểm họa từ những ổ voi dày đặc trên đoạn đường từ trường về nhà. Đây là tuyến đường có nền đường yếu, thường hay sụt lún, cộng thêm với các xe trọng tải lớn chở hàng, lưu thông nền đường thường hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm khắc phục những điểm hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. Thưa quý vị và các bạn, khi một đơn vị kinh doanh đi vào hoạt động thì việc hoàn thiện các thủ tục, trong đó có việc nghiệm thu các hạng mục phòng cháy chữa cháy rất quan trọng để đủ điều kiện. Thế nhưng tại Hải Dương, hiện nay có đến gần 200 công trình của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy nhưng đã được đưa vào hoạt động. Ngay sau đây sẽ là tìm hiểu của phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại tòa nhà Hòa Xá thuộc phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Công trình được cho là đẳng cấp hàng đầu thành phố Hải Dương, gồm trung tâm mua sắm và dịch vụ tổ chức sự kiện, ngân hàng, hồ bơi, phòng gym chăm sóc sức khỏe, buffet, bar. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2021, tòa nhà này đã xảy ra vụ cháy tại tầng 12. Qua tìm hiểu, hiện tòa nhà này chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng đã có nhân viên làm việc, camera ghi lại hoạt động tại các tầng. Anh chưa hoạt động đâu. Thấy lắp ráp bộ phận vào để chuẩn bị để vào hoạt động. Mở cửa nhưng chắc là chưa người không người. Kia đấy họ mở lâu chưa? Cũng mở lâu rồi đấy, tôi thấy cũng phải được đến 2 tháng. Từ trong Tết mà trong Tết nhưng không có khách thì chứ. Một công trình khác cũng tại thành phố Hải Dương, siêu thị Intimex. Siêu thị này đã đi vào hoạt động nhộn nhịp với rất nhiều mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao, thế nhưng cũng chưa hề được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Thứ nhất là cái mùa này nó ấy thì mình sợ cháy. Thứ hai là mình cứ vào chỗ nào nó an toàn thì mình mua thôi. Ví dụ là những cái siêu thị này nó có cái bìa cắt tông thừa để ra, nhiều khi mình vào thấy ở trong kho người ta chất ra thì nó nguy hiểm. Hoặc là bỉm sữa, tức là bỉm thứ này nó rất dễ bị cháy thôi. Thì mình cứ vào, đa phần là đợt trước mình vào đây có 2-3 lần thôi, còn bây giờ mình không vào trong đây nữa. Mình hầu như là mình ra ở những cái shop nhỏ nhỏ là được. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cũng là một công trình điển hình cho việc hoạt động mà không hề được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy. Lý do được đưa ra là trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công tự động bỏ đi, không quay lại và không để lại hồ sơ chứng từ nên đơn vị chưa được nghiệm thu bàn giao. Chính vì thế, công trình của bệnh viện không đủ điều kiện lắp đặt hệ thống báo khói và chưa được nghiệm thu phương án phòng chống cháy nổ. Và chủ yếu là cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, ví dụ như báo đèn báo khói này hay là báo cháy. Đấy thì nó sẽ không đủ thôi, chứ còn công tác phòng cháy chữa cháy thì anh từ nhân lực này, tập huấn này, đào tạo này, bố trí bể nước này, tất các cái ấy thì vẫn đầy đủ.
Hiện nay, gần 200 công trình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Hải Dương chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động. Điều này là sai quy định. Nếu khi sự cố cháy nổ xảy ra thì hậu quả sẽ ra sao? Và ai sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý công tác phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Hải Dương?